Ok, hai cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh Review Tool ha. Thì như trên màn hình các bạn đang thấy là mình đang chơi game Driver Ahead nha. Cái này chắc không đơn giản thôi. Mình đây, chạy lên. Làm sao mà xuống đây. À, như là phải làm sao ủi trúng đầu bên kia hay sao. Rồi kiểu ủi phải đụng đầu các bạn rồi mình sẽ win ha. Bạn you need to win 3 round, 3 hiệp ha. 3 round. Ủi tiếp này. À, ngay trúng cái đầu là chúng ta win thôi. Thì em khá đơn giản ha. One more round. Một hiệp nữa đó các bạn. Ờ, trúng nè. Ok, mình đã win thêm một hiệp nữa các bạn ha. Em khá là dễ chơi. Ok, let's go. Đây, cái màn này nó có vẻ hơi khó. Ôi, xe của nó như có vẻ nó xịn hơn đó các bạn. Mình tự té không. Ôi, bên kia win rồi. Bạn hai có vẻ nó khó hơn nha. Ôi, có tên lửa luôn rồi. Mình té lộn đầu luôn, tổn thương bản thân cũng thua đó nha các bạn. À, cái máy cương nó xuống rồi. Wow, thua nữa. Cái này càng có vẻ nó khó hơn nè. Ôi, máy này đi cấp tới cái xe này luôn á. Xe cứu thương nè. Mình đi một xíu nữa thôi. Ê. À, win được một màn. Vẫn còn khi nào mà thắng 3 màn là mới kết thúc nha các bạn. À, bật ngược này. Rồi thắng tiếp một màn nữa. Bật ngược thời cơ nè. Quán quyết định nè các bạn. Win đi. Ok, mình đã win được màn 2 nha. Sao 6 xét đấu rồi. Khá là căng thẳng. Tiếp tục nè. À, mình kiểu mạnh quá. Mình mang đầu rồi các bạn. Này. Rồi bên kia chạy mạnh quá. Quá quá quá. Hai bên đây, hai bên đều hết gần hết máu rồi các bạn ơi. Ngồi trận này rồi.
ra cha xuống nước rồi. Thua mày nữa các bạn. Tiếp tục này. Hy vọng là chiếc xe bự nữa sẽ lật ngược thế cờ như khi nãy nha. Bên kia tự sát. Nói chung á, cái nội dung game thì giờ chơi nhưng mà thực sự điều khiển cũng hơi bị khó đó nha các bạn. Win hai mạng. Cái này thật cảm thấy may mắn ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ tên game trên Sharkplay cho các bạn nha. Ok, và đây là tên của game trên Sharkplay nha các bạn. Driver Headphone Car Battle nha. Thì các bạn chia sẻ ứng dụng game mini driver Headphone Car Battle trên smartphone Android mình tới đây kết thúc. Rất mong được các bạn quan tâm ủng hộ kênh. Nếu cảm thấy hay nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình.